Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên tối của ngày mùng 2 tháng 12 năm 2023. Tối nay vườn lan Cường Thúy nhà em sẽ lên giới thiệu với các bác rất là nhiều mặt hàng siêu đáng yêu. Hoa Tết đang có tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 và số điện thoại 0817892229. Bên cơ sở nhà em có nhận ship hàng toàn quốc. Phí ship bên nhà em là đồng giá là 35k một đơn hàng. Các bác mua 2 đơn trở lên em Thúy miễn phí ship nhá. Đầu tiên em sẽ giới thiệu với các bác một cái mặt hàng em vừa mới về, đó là hồ điệp bụi nhá. Hồ điệp bụi nhà em hôm nay về rất là nhiều màu. Về màu vàng chanh này, vàng công chúa này, vàng hoàng hậu này và vàng cắt tường nhá các bác nhá. Đấy. Mặt hoa siêu đẹp luôn. Hàng này hàng bụi nhá. Cốc của nhà em thì cốc nó nhỏ thôi, nhưng mà cây nó lại rất là nhiều cây. Các bác đừng có căn cứ vào cốc. Cốc thì về mình thay giá thể thôi. Thì em làm cái cốc nhỏ, em đặt cái cốc nhỏ để tiền vận chuyển cho nó nhẹ ấy. Một cốc như này nó trung bình nó từ 3-4 cây trở lên. Và ngồng hoa nó đang phát triển, nó sẽ có từ 3 ngồng trở lên nha các bác nhá. Nó có từ 3-4 ngồng trở lên. Em cứ bán từ 3 ngồng này. Có những cái ngồng nó bắt đầu nó mới đang nhú ở trong đây nha các bác nhá. Có ngồng nó dài ra rồi. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 80.000 một cốc. Các bác mua 5 cốc em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn 1-2 cốc thì cùng với đơn khác thì em mới đi hàng nhá. Và các bác nếu mà các bác mua từ 3 cốc trở lên em đi hàng thì em sẽ tính phí ship là 35k nha các bác nhá. Ui đẹp lắm, cái hàng bụi này về trồng nó rất là lời nữa. Mà độc chỉ có 80.000 thôi. Đây này, ngồng hoa nó đang lên này, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Tiếp đến em với về một cái mặt hàng nữa, đó là đen dô Úc nhá. Đen dô Úc chậu siêu to khổng lồ. Đối với cái mặt hàng này thì về các bác lên thay chậu cho em nhá. Thay chậu để làm gì? Để ra thay mình xây ra cái chậu to để cho cây nó phát triển như đây này. Em họ trồng cái cây bé ấy, nó chật quá, nó đang nở, nó đang đẻ ra di rít nhiều cây. Và cái mặt hàng này nó gọi là siêu hoa. Hoa ra hết đợt này đến đợt khác liên tục, chứ không phải là một năm ra mấy lần. Bây giờ nó ra cái ngách này, mấy nữa nó lại ra sang ngay cái ngách bên cạnh, và nó sang, nó lại lên tiếp những cái mầm hoa ở cái cây ở bên kia, cây khác nha các bác nhá. Nó gọi là siêu hoa luôn. Đây này, hoa chi chít. Mặt hàng này thì hoa siêu thơm luôn và cực kỳ bền. Về các bác thay chậu sang em, cho thay cho em sang cái chậu sứ nhá. Đấy, thí dụ mình ở vào phòng khách mình bày ở cái bàn đấy, bàn trà mình bày hai bên hai chậu để cho em, siêu đẹp luôn. Nụ nhiều lắm các bác ơi, nụ chi chít nụ luôn nhá. Đấy, có cái là bắt đầu nó nở hoa, có cái nụ nó mới đang lên này này. Đó. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá 210.000 một chậu. Các bác mua 2 chậu em miễn phí ship nhá các bác nhá. Siêu đẹp luôn. To đẹp lắm. Thanh đạm chuẩn Indo của nhà em về hàng tiếp tục các bác nhá. Ôi trời ơi, đợt này nó về nụ nó nhiều dã man luôn các bác ơi. Nụ nhiều lắm lắm ấy. Đây này, em cho các bác xem này. Nụ này chi chít luôn nhá. Chi chít luôn mà nó còn đang mọc tiếp này. Nụ này. Cứ mỗi một cây các bác ơi, cứ mỗi một cổ này, nó sẽ ra 2 nụ nhá. Đây các bác nhìn thấy chưa? Em nói không sai tí nào này. Nụ này chi chít còn ở trong thân cây đấy nhá. Đây, ra đây em cho các bác xem ở ngoài đây nó rõ. Nó rõ hơn. Này các bác ơi. Nụ này. Cứ một củ nó ra 2 nụ nha các bác nhá. Có cái nó ra trước, có cái nó ra sau này. Đây, minh chứng luôn của nhà em đang thực tế ở nhà em đây. Một củ ra 2 nụ nhá. Chi chít chưa? Trời ơi. Hoa này. Và cái dòng này nhá, hoa nó gọi là siêu siêu thơm luôn. Cứ nhà bác, các bác nào mua nhà em đợt trước thì biết rồi đấy. Siêu thơm luôn. Có một số cây thì bắt đầu nó đang nhú này, còn một số cây nó đã ra chi chít rồi nhá. Gọi là nó là đại nhạc hội mà các bác về các bác treo cây, nó gọi là đại nhạc hội hoa lan này này. Nhiều lắm nụ này. Đó. Này các bác ơi. Đây em bê cái chậu này xuống cho các bác xem nhá, nó cao quá. Này các bác nhìn này, nụ này. Chi chít luôn nhá. Trời ơi. Đó. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá 280.000. Các bác mua 2 chậu em Thúy sẽ miễn phí ship.
Trong trường hợp các bác ghép đơn một chậu em mới em cũng gửi nha các bác nhá, ghép đơn nhá. Và cái giá này em đưa ra là giá rẻ nhất quả đất rồi. Như những cái shop khác ấy, người ta đang bán không phải thanh đạm Mindo đâu, nhưng mà cái chậu của người ta không được to như này mà người ta cũng bán 380-400 thì các bác lại tin. Và thanh đạm Mindo thì nó chỉ có chuẩn cái mặt hoa nó như thế này, trắng vàng nha các bác nhá. Em cho các bác xem mặt hoa đây. Đó. Đây, chỉ có mặt hoa này chứ không có mặt hoa xanh đỏ đâu. Đây đây, khách nhà em họ về họ treo họ. Cái đợt trước này họ về họ mua về họ khoe em bên này hai chậu hai bên cửa nhá, họ treo đẹp chưa? Đấy. Thơm thì thơm cực kỳ là thơm luôn. Và em bảo hành với các bác một lần nữa là thanh đạm Indo chuẩn của nhà em. Cho nên là lá nó không được mướt mát như những cái dòng khác đâu. Lá nó chỉ thi thoảng nó đốm đốm như thế này. Đấy, nhà em nhập trực tiếp bảo hành cho các bác thanh đạm Indo chuẩn luôn nhá. Nhiều lắm. Về hết đợt này đến đợt khác em phục vụ các bác này. 280.000 một chậu siêu hoa luôn. Và các bác mua hai chậu em Thúy sẽ miễn phí ship. Đó. Cây nào cũng siêu nụ luôn. Có một số cái nào nó đang lên ở cái ngách cây này này, các bác nhìn thấy chưa? Đó. Bao giờ nó lên nó phòi hẳn ra ngoài các bác mới nhận ra, như các bác trước đợt trước mua nhà em đấy. Đây này, các bác cứ bảo đây là không phải lụa, bao giờ cái lá nó bẻ cái bẹ già ấy, nó tuột ra thì nó mới lòi cái lụa ra để các bác mới nhìn thấy nhá. Còn các bác không nhận được đâu được là nụ. Đây đây, đây nhà em có một chậu đang treo đây các bác nhá. Nụ này. Đây, hoa ra hết đợt này đến đợt khác này. Cái bông, mấy cái bông này nó đã tàn này, đây này. Còn bông này nó đang nở này, còn tiếp tục nụ nó ra này. Phun nụ luôn các bác ơi, ở trên cao nó còn nhiều nụ lắm nhá. Em không người Nhật không tới được nhá. Đó, siêu đẹp luôn. À, và đây là cái dòng phi điệp 5 cánh chớp nha các bác nhá. Dòng này chuẩn hoa Tết các bác ơi. Bây giờ hàng tình trạng cây là hàng nó đang xuống hết lá rồi, chờ hoa này. Đây này, lá nó vàng nó rụng hết rồi nhá. Thân to mập béo ngậy nhá. Em cho các bác xem cái phi điệp 5 cánh chớp này. Bảo hành cho các bác là chuẩn hoa Tết luôn nhá. 5 cánh chớp này. Đó, các bác nhìn thấy chưa? Đây này, các bác nhìn này. Đấy, 5 cánh nó chớp nhá. Siêu thơm luôn. Nói về cái mặt hoa này thì cực kỳ là thơm. Thơm lắm. Một chậu siêu to khổng lồ như thế này, nó sẽ treo có chỉ có trung bình 3 thân trở lên đấy các bác nhá. Đây này, thân nó to dài lắm. Đây, em dỡ xuống cho các bác xem nhá. Các bác đợi em một tí, thân nó sẽ phải dài mét, phải tầm 1 mét nhá. Nhưng mà nó cong lại đây, về các bác sẽ uốn nhá. Các bác sẽ uốn này, các bác mình sẽ uốn này. Thân nó to dài như thế này cơ mà các bác ơi. Đó. Đây. Em quay cận cảnh cho các bác xem nó dài như thế này. Đấy, một chậu nó chỉ có 3 thân trở lên thôi. Đấy, một chậu nó chỉ có 3 thân thôi. Thân to mập dài nha các bác nhá. Đây em quay qua đây. Đấy. Em chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Các bác mua 3 chậu, em Thúy giảm giá còn 290.000 và miễn phí ship. Mầm non bây giờ tình trạng là mầm non nó đang chuẩn bị, nó nhú nụ ở đây, nó nhú ở đây này, chuẩn bị thôi nhá. Cho nên là các bác mua cái hàng này em Thúy bảo hành Tết, hoa Tết cho các bác này. Mùa này là các bác cắt nước được rồi. Thân to nhá, về các bác cắm cho nó cái que, cho nó đứng thẳng lên như thế này. Rồi ôi. Đấy, các bác nhìn thấy siêu dài chưa? Cắm thẳng như thế này. Dài lắm. Đây nhà em ở vườn thì em cứ uốn như vậy, em đóng cho các bác, em uốn chứ không có thùng đóng. Dài lắm. Đấy, dài phải gần mét, mét. Nó ra một suối hoa, hoa nó ra từ gốc cho đến ngọn này. Đây. Nhưng mà năm cái bắt đầu nó đã sưng sưng mắt nụ lên rồi như này. Các bác này, những cái hàng này các bác không phải kích gì đâu nhá. Hàng này hàng của nhà em là hàng em trồng tự nhiên. Cho nên các bác không phải kích cái gì, lá nó bắt đầu nó tự nó rụng như này. Tự nó rụng như này, còn mỗi cọng không nhá. 290.000 ba em Thúy miễn phí ship nhá. Em giới thiệu tiếp các bác một mặt hàng hoa Tết nó nữa nhá. Đó là Long Tu Xuân Di Linh. Hàng bây giờ tình trạng cây nào đã xuống hết lá rồi. Những cái mắt này bắt đầu nó đang sưng lên để chờ hoa Tết nhá các bác nhá. Đây này các bác nhìn này. Những cái mắt này bắt đầu này. Mấy nữa nó ra hoa nó sẽ ra hết vào những cái mắt này. Hoa cực kỳ là thơm. Hoa cực kỳ là thơm và say hoa. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Một mặt hoa đậm và một mặt hoa nhạt nhá các bác nhá. Đây. Nó đây.
Long tu xuân di linh, hoa cực kỳ sai. Các bác nhìn hoa thì biết rồi đấy, sai cực kỳ. Và tình trạng cây là bây giờ nó rụng hết lá rồi. Một cái bảng này nó chỉ trơ còn mỗi cọng không như này. Mấy nữa bắt đầu nó nụ nó ra thì mầm non ở đây bắt đầu nó mới mọc lên nha các bác nhá. Giờ nó chỉ có một cái cành trông nó như củi kho ấy, trông nó không được đẹp, nhưng mà bây giờ hoa như thế này hoa nó mới ra chuẩn Tết này. Một bảng như thế này em Thúy chia sẻ với các bác giá 110.000 một bảng. Các bác mua 3 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Thế này các bác, ví dụ như các bác mua 3 bảng này, 3 hoặc 4 bảng về các bác ghép vào thành nó thành 3 4 hướng như thế này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Hướng nào mình cũng có hoa chơi nhá. Hoa nó sẽ ra từ gốc đến ngọn đây này. Đấy, bây giờ các bác nhìn nó hơi mất cảm tình một tí, nhưng mà cái này nó mới là chuẩn Tết này. Mấy nữa nó sẽ lên hết ở những cái nách nụ đây nhá. Hoa thì cực kỳ thơm luôn. Cái này là một dòng hoa nổi tiếng của Lâm Đồng. Cái này thì em không phải giới thiệu nhiều, các bác chắc các bác biết hết rồi. Đấy, hàng này nó bây giờ nhà em bên này, những cái hàng này là em treo riêng vào một khu vực để cắt nước chờ hoa rồi nhá các bác nhá. Cái này mùa này trở đi mình tưới ít nước thôi, và tưới thì chỉ tưới vào gốc rễ thôi. Đây các bác xem một loạt các loại thân thòng nhà em treo hết ở đây nhá. Đấy, 110.000 một bảng, các bác mua 3 bảng em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì các bác mua 1 mảng, 2 bảng thì em mới gửi nhá. Đấy, cọng khô này gọi là bán củi lấy tiền đây. Và đây là cái dòng đen rô xuân lá mít siêu béo ngậy nha các bác nhá. Rồi toàn lá mít này, thân to mập béo ngậy nhá. Và tất cả đều đang có nụ đây, các bác nhìn thấy nụ chưa? Nụ chi chít nhá. Tất cả đều đang có nụ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Hàng này chuẩn hoa Tết luôn nhá. Đen rô xuân này nó có nhiều mặt hoa lắm. Đó. Đây. Hồng, tím, vàng, trắng, vân vân. Rất là nhiều mặt hoa siêu đẹp, siêu thơm luôn nhá các bác nhá. Đấy. Một chậu như thế này em Thúy sẽ chia sẻ với các bác giá là 180.000 một chậu. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Trong trường hợp các bác ghép đơn, 1 chậu em vẫn gửi nhá. Đây này, 100% là thân tơ, đều đang có nụ rồi. Lá mít siêu béo ngậy luôn. Và cái hàng này thân cây nó ngắn ngắn nha các bác nhá. Nó chỉ tầm độ khoảng 20 đến 25 cm. Có cây là nó 30 cm. Và trên 1 chậu nó sẽ có thân ngắn, thân dài. Hàng chuẩn lá mít. Đây, hàng chuẩn lá mít siêu béo ngậy luôn. Như cái thân này thì nó phải được 40, nhưng em cứ bán từ 20, 25, 30. Đấy. Các bác mua 2 chậu em Thúy miễn phí ship nhá. Hàng giờ đang chi chít nụ luôn. Nụ nhiều lắm, thân béo ngậy luôn. Các bác xem này, cây nào cũng nụ chi chít nhá. Đó. Hàng này là nhà em về bán siêu rẻ luôn. Những shop khác người ta toàn bán 200, 220, nhưng nhà em bán có 180.000. Và các bác ơi, đây là đen rô xuân loại A cộng nhá. Loại A cộng chứ không phải cái hàng kém chất lượng đâu. Hàng này hàng A cộng, về các bác có thể sang chậu cho em, hoặc có thể để như vậy cũng được. Các bác có thể sang chậu thì trồng sang cái chậu mới cho nó đẻ con đây này. Đấy, các bác trồng bằng vỏ thông cho em nhá. Thứ nhất là sang chậu mới trông cho nó, để cho nó đẻ con. Thứ hai nữa là trông cho cái chậu trông nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em, nó phân thuốc một lần giúp em ạ. Thì cây nó mới phát triển được nhá. 2 chậu em miễn phí ship và 180.000 một chậu ạ. Em giới thiệu tiếp với các bác một dòng trầm nhá. Đó là trầm rồng đỏ xưa nhá. Hoa siêu thơm luôn. Và các bác ơi, cái hàng này là hàng hoa chuẩn Tết. Đây các bác ơi, nó đã cắt ngọn này, xuống lá đang chờ hoa rồi. Ôi, cái hàng lần này về thì em về cái hàng nó gọi là siêu mập luôn. Nó là vĩ đại luôn nha các bác nhá. Này, thân to hơn ngón tay cái của em nhá. Em cho các bác xem mặt hoa nhá. Mặt hoa trầm rồng đỏ thì các bác thì chắc bác nào cũng biết rồi. Cực kỳ nổi tiếng luôn nhá. Và hoa nhá, siêu thơm luôn. Hoa ra chuẩn Tết nhá các bác nhá. Cái mùa này ấy, tầm này các bác mà chơi mình mà chơi trầm ấy, mà mình đòi mua cái hàng mà nó xanh lá ấy, lá nó xanh mướt ấy, thì các bác ơi nó sẽ không ra hoa chuẩn Tết đâu nhá. Ui đẹp lắm ấy các bác ạ. Hoa trầm này thì thôi rồi luôn. Đấy là các bác nhìn này.
sai hoa lắm nhá, hoa sai từ gốc đến ngọn. Cái hàng này em sẽ có hai loại cây, một loại cây này thân nù bé ngậy, nó chỉ ba thân thôi nhưng nó dài, đây nó dài như này nhá các bác nhá. Thì em chia sẻ với các bác giá là 130.000 một chậu, các bác mua 3 chậu như thế này em Thúy sẽ miễn phí ship. Ôi các bác ơi, béo ngậy luôn nhá. Chậu này, cái loại này nó chỉ có 3 thân thôi, béo lắm, to béo ngậy. Ôi, nhưng mà nó thí dụ trên một chậu nó cũng sẽ không đều, 3 chậu nó đều tăm tắp như nhau đâu, nó sẽ 1-10, 1-8 hoặc 1-10, 1-9 nhá. Đấy. Này, các bác xem nhá, hàng nó xuống lá hết rồi. Và đây, cái hàng này đây, nó cũng là 130.000, nó sẽ có 4 thân nhá. 130.000 nó sẽ có 4-5 thân. Đấy, cũng thân cũng béo ngậy như vậy nhưng mà nó sẽ ngắn hơn, nó ngắn hơn một chút. Em cũng vẫn bán là 130.000 một chậu, 3 chậu các bác mua 3 chậu em Thúy sẽ miễn phí ship. Cái hàng này thì về các bác này khỏi phải bàn rồi, hoa thơm lắm. Tết đến mình treo mỗi chỗ một chậu thì gọi là thơm, cả hàng xóm cũng chạy sang ngửi nhờ nhá. Đấy, cả hàng xóm cũng được ngửi đây này, béo ngậy luôn chưa các bác, chưa nhìn thấy chưa đó. Và đây em còn một cái dòng này nữa, thì cái giá cái hàng này thì cái chậu nó sẽ ngắn hơn, nó cũng rất là nhiều thân nhưng mà nó sẽ ngắn hơn này. Đây, nó sẽ như thế này, nó ngắn hơn một chút nha các bác nhá. Đây, những cái hàng này nó sẽ rơi vào tầm 5-6-7 thân, và thân nó chỉ tầm độ khoảng 40 xăng thôi, 3-40 xăng. Nói chung là có cái dài cái ngắn, có cái là tầm độ khoảng một chậu này nó sẽ có thân, cái này nó sẽ là đôi 4-6 thân trở lên nhá, thân dài thân ngắn. Cái hàng này thì em sẽ chia sẻ với các bác giá là 100.000 một chậu. Đấy, tiền nào của đấy, các bác cứ mua một, có một loại 130 và một loại 100.000. Các bác cái loại 100.000 này các bác mua 3 chậu em Thúy cũng sẽ miễn phí ship cho các bác nhá. Đây này, nhà em treo đây nhá. Cái những cái hàng này mùa này là em treo riêng ra một khu vực để em cắt nước chờ hoa nhá. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một loại một lần nữa nào. Một loại thân lù béo ngậy là một chậu nó chỉ có 3 thân trở lên, 3-4 thân trở lên thì nó giá nó rơi vào là 130.000 một chậu. Và một loại thân nó từ 5-6 thân nhưng mà nó ngắn hơn, đây cứ 6 thân trở lên đi, em Thúy chia sẻ với các bác giá 100.000 một chậu và 3 chậu em Thúy sẽ miễn phí ship. Đây, cái loại này là cũng là loại 130 đây, thân lù béo ngậy dài lắm. Đấy, nó có 3 dạng chậu mà. Một loại là nhiều thân nhưng ngắn thì là 100.000, một loại là nhiều thân nhưng mà nó giá nó trung bình là 130. Nó độ khoảng rơi vào 4-5 ngọn thì nó là 130. Cái hàng này là 130 này. Và một loại là chỉ có 3 ngọn thôi, giá nó cũng là 130.000 như các bác nhá. Em nói lại để cho các bác khỏi quên. Chuẩn hoa Tết luôn, trầm rồng đỏ xưa. Đó. Em quay lại sang đây để cho các bác xem một lần nữa nhá. Đây, cái loại này là loại 130 nhá. Để về các bác mua Tết về thì gọi là hàng xóm cũng phải sang ngửi, thơm lắm. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu với các bác một mặt hàng nữa, đó là kiều Thái nhá. Kiều, cái mặt hàng này, hoa kiều này là của hàng này, hàng xuất xứ nguồn gốc ở Thái Lan, họ nhân giống nhá. Hoa nó sẽ ra quanh 5 ngày tháng, hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Nhưng đợt này là các bác mua về là mình kích hoa sẽ chơi Tết rất là ok luôn. Nó sẽ có 3 mặt hoa, cam này, các bác nhìn thấy màu cam đẹp không, tím này, sổi omeli luôn đấy, và mặt hoa hoàng hoa nữa, đó là màu vàng đây, màu vàng đây, màu vàng của nó đây đấy, nó gọi là màu vàng nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá cực yêu luôn, 100.000 một chậu, 100.000 một chậu như thế này, nhỏ nhỏ xinh xinh nhá các bác nhá. Đây này, em quay xa nhá. Đấy, nhỏ nhỏ xinh xinh như này, 100.000 một chậu. Nhưng mà khi các bác mua 3 chậu như thế này, em Thúy sẽ miễn phí ship và giá chỉ còn là 290.000 3 chậu. Trong trường hợp các bác ghép đơn thì rất là ok. Và đối với cái hàng này này, trong quá trình vận chuyển em nhổ chậu ra, em nhổ chậu ra để em đi cái bầu không về thôi. Cho nên là nó không có những một số chậu nó không dính liền với chậu đâu nhá. Đấy, không về các bác lại bảo nó long ra khỏi chậu. Em vận chuyển đấy cho nó dễ, cho nó an toàn cây. Nhưng mà bây giờ về vườn nhà em mới thả tiếp vào chậu đây này. Cho nên là cái này về thì các bác lên sang chậu mới cho em, để cho nó có đất phát triển và nó đẻ nhiều cây nhá. Nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi.
Đây là nó cũng chỉ ít ít ngọn đấy các bác nhá. Và nó có 3 mặt hoa, nhà vườn đã đánh dấu riêng cho em. Các bác mua mặt hoa nào nói em sẽ nhặt đúng mặt hoa đấy cho các bác. Đấy, em để riêng ra rồi nhá. Bao la bát ngát luôn. Mùa này các bác mua về là chuẩn chơi Tết luôn. Ok luôn.